Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay. Những diễn biến mới nhất xoay quanh bóng đá Việt Nam sẽ được gửi đến các bạn qua bản tin ngay sau đây. Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn thân mến, trong phần tổng hợp những tin tức bóng đá nổi bật trong ngày hôm nay, mời các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Huấn luyện viên U23 Malaysia lên gân trước cuộc đối đầu với thầy trò Park Seo. Malaysia dùng chiêu lạ để đánh lừa U23 Việt Nam trước trận bán kết. U23 Việt Nam và nhiệm vụ vô hiệu hóa ngôi sao sáng nhất U23 Malaysia. Báo Malaysia ngán ngại U23 Việt Nam lại thêm lần đánh nghiến đội nhà vì đã ném đi cơ hội. Mời các bạn cùng lắng nghe. Malaysia dùng chiêu lạ để đánh lừa U23 Việt Nam trước trận bán kết. Dù mới chỉ đặt chân đến sân Việt Trì, U23 Malaysia đã nhanh chóng tung hỏa mù để đánh lừa U23 Việt Nam và báo giới trong nước. Các bạn thân mến, sự xuất hiện của đoàn quân ông Brad Maloney đã thu hút rất nhiều những phóng viên, kênh báo đài trong nước. Để đối phó với điều này thì Malaysia đã có một hành động tung hỏa mù khiến cho cánh phóng viên của Việt Nam bị nhầm lẫn lịch tập của họ. Cụ thể là theo sắp xếp của ban tổ chức SEA Games, U23 Malaysia sẽ có lịch tập trên sân Việt Trì vào lúc 19:15. Tuy nhiên thì ban huấn luyện lại thông báo là hủy buổi tập và không đưa ra bất cứ một thông tin nào khác. Khi mà truyền thông Việt Nam đã bỏ về hết thì các cầu thủ nước này mới mang đồ ra sân sảnh khách sạn để khởi động và tập thả lỏng. Nếu không có nhiều thay đổi, sáng ngày 18 tháng 5, đối thủ của U23 Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập làm quen sân khoảng 30 phút vào lúc 10 cho đến 10:30. Tối cùng ngày, U23 Malaysia sẽ có buổi tập chính thức và duy nhất trên sân Việt Trì trước khi ra quân ngày 19 tháng 5. Có thể thấy rõ là hành động tung hỏa mù của thầy trò Maloney dường như đã được chuẩn bị từ trước để đối phó với U23 Việt Nam và truyền thông. Bởi lẽ là tâm thế của đội bóng cửa dưới, nếu không đem tới những chiến thuật hay lối chơi bất ngờ nào, sẽ rất khó để cho U23 Malaysia có thể đánh bại được những chiến binh sao vàng. Ngược lại thì đoàn quân của Park Seo đang nhận được rất nhiều lợi thế và đã sẵn sàng tiếp đón đối thủ. Về tình hình lực lượng thì hai đội bóng đều sẽ ra sân với những cái tên tốt nhất của mình. Báo Malaysia ngán ngại U23 Việt Nam lại thêm lần đay nghiến đội nhà vì đã ném đi cơ hội. Các bạn thân mến, trận hòa 2 đều trước U23 Campuchia khiến cho Malaysia mất đi cơ hội dẫn đầu bảng B. Điều này khiến họ phải chạm mặt Việt Nam. Đội bóng được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch SEA Games 31. Tờ Utusan bình luận về trận đấu sắp tới giữa Việt Nam và Malaysia như sau. Malaysia rõ ràng là đã tự hại chính họ. Nhà đương kim vô địch U23 Việt Nam hiện tại là điều rất khó khăn để đánh bại họ. Tất nhiên là khó hơn nhiều so với việc chạm trán Indonesia. Trong khi đó thì tờ Daily News cũng bày tỏ sự thất vọng lớn. Malaysia đã phung phí cơ hội ngon ăn. Việc họ gặp Việt Nam ở bán kết thực sự là thách thức rất lớn. Bên cạnh việc thể hiện sự thất vọng thì một số tờ báo của Malaysia cũng kỳ vọng là đội nhà có thể vượt qua trước U23 Việt Nam. Tờ Harian thì đưa ra quan điểm, cơ hội vàng để tránh mặt U23 Việt Nam đã bị Malaysia ném đi, chắc chắn trước mắt U23 Malaysia sẽ là vô vàn khó khăn. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với cánh cửa vào chung kết của đội là đã khép lại. Malaysia đã sẵn sàng gây ra bất ngờ lớn khi đối đầu với Việt Nam, qua đó tiến thẳng vào trận chung kết. Các bạn thân mến, nhìn sang phía Việt Nam thì không ít ý kiến đánh giá việc thầy trò Park Seo được chạm mặt Malaysia ở bán kết là điều may mắn. Cụ thể thì chuyên gia Vũ Bình Hải bình luận về điều này. Bất kỳ đối thủ nào cũng thế thôi, ai cũng muốn tránh đội chủ nhà. Đội mình thi đấu ở nước khác thì cũng vậy. Đội chủ nhà, ngoài sức mạnh thì họ còn có nguồn động lực to lớn từ cổ động viên trên khán đài. Đó sẽ là sức ép không nhỏ với đội. Malaysia rõ ràng là sẽ có vấn đề nhất định. Họ đã thể hiện sự nôn nóng, mất bình tĩnh trong trận đấu vừa qua, dẫn đến việc bị Campuchia cầm hòa. Việc phải gặp Việt Nam ở bán kết theo kiểu này dễ khiến họ bị tâm lý và thiếu tự tin. Bởi đối đầu với đội chủ nhà rõ ràng là điều không mong muốn. Còn về phía Indonesia thì báo chí nước này cũng đã có những bài viết để cảnh báo đội nhà. Tờ Suara đã đưa ra lời cảnh báo U23 Indonesia. Indonesia chưa thể đảm bảo mọi yếu tố để trở thành nhà vô địch SEA Games 31. Các cầu thủ chúng ta vẫn còn mắc nhiều lỗi trong các tình huống chuyền hỏng hay cầm bóng. Điều đó khiến hàng thủ của Indonesia thường xuyên bị đối thủ đe dọa. Thực tế thì sai lầm diễn ra từ AFF Cup, tuy nhiên mọi thứ vẫn chưa được giải quyết ở SEA Games này. Ngoài phàn nàn về khả năng cầm bóng kém cỏi của đội nhà thì tờ Suara còn không đánh giá cao khâu kết thúc của các chân sút U23 Indonesia.
U23 Indonesia phối hợp khá ăn ý ngoài vòng cấm, nhưng đến khung thành đối phương, mọi thứ lại khiến cho các cổ động viên không hài lòng. Indonesia bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Việc chúng ta ghi được nhiều bàn thắng là nhờ những giây phút lóe sáng của các cá nhân. Huấn luyện viên U23 Malaysia lên gân trước cuộc đối đầu với thầy trò ông Park Seo. Kính thưa quý vị các bạn, huấn luyện viên trưởng của U23 Malaysia, ông Borat Manoni mới đây cho biết là tự tin sẽ đánh bại Việt Nam để tiến vào trận chung kết SEA Games 31. Với những kết quả ở lượt trận cuối của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31, như đã biết là đã xác định được hai cặp đấu bán kết. U23 Việt Nam với tư cách là nhất bảng A sẽ so tài với U23 Malaysia nhì bảng B. Trong khi đó thì U23 Indonesia nhì bảng A sẽ đụng độ U23 Thái Lan nhất bảng B. Chiều ngày hôm qua, các thành viên của đội tuyển U23 Malaysia đã di chuyển từ Nam Định đến Phú Thọ để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội chủ nhà U23 Việt Nam vào ngày mai 19 tháng 5. Theo ghi nhận từ các phóng viên, từ đội ban huấn luyện cho tới các cầu thủ đội khách đều thoải mái, mở nhạc và ca hát từ lúc xuống xe. Phát biểu với truyền thông, ông Borat Manoni cho biết: "Chúng tôi đã trải qua 3 giờ đồng hồ di chuyển. Rất may là khâu chuẩn bị của ban tổ chức là khá tốt. Khi cho xe cảnh sát dẫn đường nên mọi thứ là khá thuận lợi. Tôi rất vui khi U23 Malaysia lọt vào bán kết, chúng tôi sẽ gặp chủ nhà Việt Nam và đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu không hề dễ dàng vào tối ngày mai." Nhận xét về đội chủ nhà Việt Nam, ông Borat Manoni bày tỏ ngắn gọn: "Tôi thích xem đội của các bạn thi đấu, đây là đội bóng rất mạnh và có những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ phải để ý kỹ những điều này khi tiếp cận trận bán kết và chúng tôi tôn trọng U23 Việt Nam ở bán kết để đưa ra những phương án chiến thuật hợp lý." Không chỉ tôn trọng đội chủ nhà, ông Borat Manoni cũng dành những điều đó với chiến lược gia người Hàn Quốc bên phía U23 Việt Nam. "Ông Park đã đạt nhiều thành tích lớn lao và thay đổi lối chơi để giúp cho các bạn có thành tích tốt hơn, có những chiến thắng ấn tượng. Tôi rất trông chờ vào cuộc đối đầu đầy thách thức này." Chia sẻ về tình hình của đội nhà, ông Borat Manoni cho hay: "Vào lúc này, mọi cầu thủ U23 Malaysia đều rất khỏe mạnh và sẵn sàng cho trận đấu tới. Chúng tôi có một vài ca đau nhẹ, nhưng điều đó là bình thường trong bóng đá. Chúng tôi đã trải qua nhiều trận đấu căng thẳng ở vòng bảng và đội hiện đang có tinh thần rất tích cực khi lọt vào bán kết", thuyền trưởng phía Malaysia chốt lại. U23 Việt Nam và nhiệm vụ vô hiệu hóa ngôi sao sáng nhất của U23 Malaysia. Các bạn thân mến, không ghi quá nhiều bàn ở vòng bảng SEA Games 31, nhưng Luqman Hakim, ngôi sao sáng nhất bên phía U23 Malaysia, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong lối chơi của đội bóng này. Hakim mới ghi 3 bàn ở vòng bảng SEA Games 31, nhưng ông Manoni, huấn luyện viên trưởng của U23 Malaysia, thừa nhận tầm ảnh hưởng của tiền đạo này lên lối chơi của toàn đội. Ở tuổi 20, Luqman Hakim nằm trong những cầu thủ trẻ được kỳ vọng nhất của bóng đá Malaysia hiện tại. "Thật tuyệt vời khi thấy Luqman Hakim điền tên mình lên bảng tỷ số", ông Manoni đã chia sẻ sau khi chứng kiến chân sút mang áo số 10 giải cơn khát bàn thắng vào lưới U23 Lào. "Người ta thường ít chú ý đến sự đóng góp của cậu ấy vào lối chơi chung. Chính bởi vậy mà việc Luqman Hakim ghi bàn có thể giúp cho cậu ấy được công nhận nhiều hơn." Malaysia bước vào SEA Games 31 với nhiều thách thức và ít kỳ vọng. SEA Games này không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên các câu lạc bộ Malaysia đã từ chối nhà cầu thủ. Ông Manoni đã không có nhiều thời gian tập trung đội U23 Malaysia như các đối thủ. Chiến lược gia người Úc cũng không gọi các cầu thủ quá tuổi cho SEA Games. "Đây là đội bóng trẻ và cần thêm thời gian", cây viết Kim Phai đã chia sẻ. Niềm hy vọng lớn của đội đặt vào Luqman Hakim, người đã tập luyện và thi đấu ở Bỉ từ 2 năm trước. Cậu ấy thể hiện phần nào năng lực của mình ở vòng bảng của giải năm nay. Ở loạt trận giao hữu trước giải thì Malaysia nhận chỉ trích nặng nề khi để thua Đông Timor 1-2. Tuy nhiên, khi giải đấu ở Việt Nam diễn ra thì đội bóng của ông Manoni đã chơi lột xác. Luqman Hakim chính là nhân tố quan trọng giúp cho lối chơi của U23 Malaysia trở nên khởi sắc. Ở chiều ngược lại thì đội bóng của ông Park Seo trước cuộc đối đầu với U23 Malaysia chắc chắn là phải cảnh giác với mũi nhọn mang áo số 10. Vài tháng trước, anh này cũng gây thất vọng trong màu áo đội tuyển Malaysia khi đối đầu với Việt Nam ở AFF Cup. Tuy nhiên thì ở cấp độ trẻ tại SEA Games, câu chuyện lại hoàn toàn khác và nhất là khi sự tự tin đang trở lại với chân sút 20 tuổi này. Các bạn thân mến, trên đây là bản tin bóng đá sáng sớm ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.